với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên có niềm đam mê thể thao trên địa bàn thành phố. Nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến 22 tháng 10 với sự tham dự của 11 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố. Dù chỉ là sân chơi dành cho sinh viên, nhưng sự sôi động của các trận đấu không thua kém các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp. Sơ qua thì các giải đấu sinh viên thì luôn có một cái tinh thần đó, chiến đấu rất là cống hiến, và em nghĩ là chất lượng các đội hôm nay rất là ok. Qua 4 lần tổ chức, giải đấu ngày càng tạo được sự thương mến trong cộng đồng sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, thu hút ngày càng nhiều đội tuyển các trường tham dự. Nhiệt huyết của tuổi trẻ hứa hẹn mang đến thêm nhiều hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho các bạn học sinh, sinh viên.